Clip này em test một chiếc âm ni của Mỹ, âm ni Bose 1701 và một cặp loa Bose 161 màu trắng, cặp loa Bose 161 màu trắng không nhá, và một chiếc sub điện của Pháp, K3C của Pháp, sub điện K3C của Pháp bát 20. Đấy, loa âm ni Bose 1701 thôi nhá. Thì các bác mua cả bộ thì em bán cả bộ, các bác mua lẻ em bán lẻ nhá, các bác mua món nào em bán món đấy. Cặp loa Bose 161 nó là cặp loa lời nhé, nó chỉ có mic và test thôi, chứ nó không có bát, tại vì cặp loa nó là cặp loa nhỏ, nó chỉ có lời, chủ yếu là lời nên test thôi, chứ không có, nó không có bát đâu. Thì em mới ghép con súp này cho nó lên được tiếng bát thôi nhé. Con súp này đánh rất hay các bạn, giá nó ngang súp Nhật thôi, nhưng tiếng này chất âm nó mang lại thì vượt xa tầm giá. Bắt đầu quan tâm những món nào thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302, các bác gọi không được các bác cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc qua số điện thoại cho em để em sẽ trả lời. Em test nhạc qua mạng rồi nhé, test nhạc nhạc mạng, nhạc không dây, test qua Bluetooth nhé. Đấy, em bắt đầu test nhạc, các bác nghe thử nhé, test nhạc mạng. Test nhạc mạng thì các bác nghe cái chất của súp này.
Con súp này em mới để hướng 9 giờ thôi. Bánh rất là phê luôn các bạn, bánh rất là phê luôn. Súp Nhật bát 25 không cửa nha nhé. Tuy nó bát 20 nhưng mấy dòng súp bát 25 của Nhật không cửa so với súp Pháp của Pháp này. Con súp Kabase của Pháp này này, em có video em quay chi tiết rồi các bạn nhé. Em có video em quay chi tiết rồi. Bát 20 bánh rất khỏe, Kabase. Em bán 5 triệu rưỡi súp Kabase của Pháp rồi nhé. Omni Bose 1701 giá 2,3 triệu. Cặp loa lời Bose 161 giá 2,5 triệu. Bác nào quan tâm alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Em ở Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam. Em giao hoa toàn quốc. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.